Thưa quý vị, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2019 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến mục tiêu thu hút những quốc gia có nền kinh tế phát triển, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đầu tư, chuyển giao hợp tác với doanh nghiệp trong nước ở nhiều lĩnh vực, từ đó thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy thị trường nội địa thông qua xúc tiến thương mại đa quốc gia. Năm nay, hội chợ thu hút 850 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với thông điệp ngành hàng đa dạng và đặc sắc, hướng đến mục tiêu thu hút những quốc gia có nền kinh tế phát triển, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đầu tư, chuyển giao hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nổi trội là Hàn Quốc với 15 năm tham gia các kỳ triển lãm Expo đã giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc thông hiểu nhu cầu thị trường Việt Nam. Vì vậy, đã định vị được nhóm khách hàng phù hợp với phân khúc sản phẩm tiêu dùng như thiết bị điện tử, điện dân dụng, mỹ phẩm và thiết bị làm đẹp, thực phẩm đồ uống, thiết bị giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi nhận thấy thị trường Việt Nam rất tiềm năng và dân số trẻ. Hơn nữa, người Việt Nam lại rất ưa chuộng các sản phẩm tiêu dùng Hàn Quốc. Điều này đã thúc đẩy chúng tôi mang tới triển lãm các sản phẩm đặc trưng phong cách Hàn Quốc với thông điệp làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và mong muốn tìm được đối tác để phân phối các sản phẩm này tại thị trường Việt Nam để người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội sử dụng các sản phẩm chất lượng của Hàn Quốc phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Triển lãm lần này chúng tôi có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia, họ đều muốn tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tại Việt Nam. Vấn đề của chúng tôi hiện nay là việc phân phối hàng hóa tới Việt Nam làm sao bằng con đường ngắn nhất nhằm giảm các chi phí cho các doanh nghiệp và cho các hàng hóa để người dân Việt Nam có thể mua được sản phẩm Hàn Quốc chất lượng cao với giá bán vừa túi tiền. Để tăng kết nối và giúp các doanh nghiệp cũng như khách tham quan nhận diện doanh nghiệp tham gia một cách bài bản, năm nay ban tổ chức đã xây dựng các triển lãm chuyên ngành được bố trí thành từng khu vực, trang trí riêng và nổi bật như triển lãm quốc tế ngũ kim và dụng cụ cầm tay, triển lãm quốc tế cảnh quan và làm vườn, triển lãm quốc tế điện tử gia dụng Việt Nam. Mỗi khu vực đều mang đặc trưng riêng khác nhau và được các doanh nghiệp hưởng ứng. Đặc biệt, triển lãm chuyên ngành ngũ kim và dụng cụ cầm tay thu hút hơn 400 gian hàng tham gia, có sự tăng trưởng về quy mô so với năm 2018. Nhiều thương hiệu hàng đầu đến từ Nhật Bản, Đức, Tây Ban Nha, châu Âu mang đến nhiều sản phẩm chất lượng bền vững và nổi trội về kiểu dáng. Chúng tôi chuyên sản xuất các dụng cụ cầm tay và cung cấp các giải pháp về các thiết bị nâng hạ. Và mong muốn của chúng tôi là phát triển các sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi đã tìm được một đối tác tại Việt Nam và hy vọng mối quan hệ này sẽ giúp chúng tôi đưa các cái thiết bị công nghệ mới này vào thị trường Việt Nam, giúp cho các cái công nghệ cơ khí Việt Nam cũng phát triển như tại thị trường Nhật Bản. Nhiều hoạt động và hội thảo bên lề diễn ra sôi động trong khuôn khổ các chuỗi triển lãm, dự kiến sẽ đón tiếp khoảng hơn 20.000 lượt khách đến giao thương, tham quan và mua sắm. Việc kết nối giao thương tạo giá trị cốt lõi trong các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ đáp ứng được các nhu cầu đầu tư, chuyển giao hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực ngành hàng. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 7 tháng 12 năm 2019.